Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một chiếc xe đạp nha. Thì mình sẽ chia ra từng phần, tại vì một cái tiểu cảnh đó, làm rất là lâu, em không thể nào mà gom lại một video cho các bạn được. Vì mình sẽ làm từng phần đó. Các bạn muốn làm cái phần nào thì các bạn vào phần đó các bạn xem ha, cho nó dễ hiểu hơn nha. Rồi giờ chúng ta bắt đầu nha. Thì cắt hai cái bánh thì các bạn sử dụng cái ống 49 cho mình nha. Thì các bạn nên lấy cái ống bình minh ha. Thì các bạn lưu ý, các bạn nên làm cái ống hai cái bánh thì các bạn lấy cái ống 49 hoặc 60, chứ các bạn đừng lấy cái ống 42 ha, nó nhỏ lắm ha. Nó nhỏ quá thì bánh xe nó không có đẹp. Bạn lấy một miếng giấy, các bạn phanh tròn, các bạn cắt ha, thì theo các bạn làm lớn nhỏ ha. Rồi các bạn cưa hai đoạn giống vậy cho mình ha. Nếu các bạn nào có máy mài thì các bạn mài, còn nếu không có thì các bạn lấy dây nhám bạn chài ha. Các bạn lấy một khúc tre, các bạn thấy không, tre của mình, nhánh tre nào đặc ruột á, các bạn chọt vô một cái ống nhựa 10 ly cho mình ha. Đó vậy đó, đừng làm hai giống như hai cái đổ chọt cái căm vô á. Nếu không có hai cái miếng nhựa, cái ống nhựa dọc bên ngoài là mình khi mình khoan nó sẽ bị bể ha, bị bể cái ống tre đó đó. Rồi các bạn sử dụng cái ống cái móc phô đồ của em bé, cái nhôm á, mặt loại nhỏ nhất á. Rồi bạn chọt ngang cho mình, đừng lo, bằng mình gắn giống như gắn cái cây kiếm vô á. Rồi bạn chấm cho miếng keo cho dính luôn. Bây giờ các bạn gạch ha. Thì theo các bạn muốn làm căm dày, căm thưa gì thì theo các bạn ha. Còn cái này mình làm 8 căm á, nên các bạn gạch. Tại 8 căm thì nó dễ chia. Còn nếu các bạn nào muốn làm dày á thì dày. Cái kênh này mình không có làm về nhạc nữa, tại vì về nhạc thì các bạn muốn nghe nhạc chế thì các bạn qua bên kênh Minh Tứng Bolero ha. Đó, các bạn chia ra như vậy đó, bạn chấm. Rồi các bạn khoan cho mình cái mũi khoan này á, thì mình sử dụng mũi khoan 2 ly ha, nó nhỏ nha. Thì cộng dây chì này là cộng dây chì số 3. Thì các bạn ra chợ mua dây chì số 3 là người ta đưa ha. Mình nói hơi nhanh cho các bạn dễ hiểu, cho nó ngắn video lại á. Rồi thì các bạn cứ có cái lỗ sẵn đó, mà còn cái lỗ ở trong cây căm thì mình gắn vô rồi mình hãy khoan nha. Tại vì nếu mình khoan trước đâu có thể nào canh được đâu. Thì cái mũi phan mà 2 ly á, thì nó vừa với cái cộng dây chì số 3 ha. Thì các bạn mua mũi phan 2 ly thì các bạn chọn mua dây chì số 3 với kẽm số 3 mình đó. Bạn về làm cái căm nha. Nếu các bạn khoan mũi khoan bự hơn thì các bạn mua cộng dây chì bự hơn. Mình thấy cái cỡ này là nó đẹp rồi. Nó to hơn thì nó nhìn nó không đẹp. Đó thì nó cũng thành công đó các bạn. Bây giờ nè các bạn, mình lấy để làm những cái thứ khác, tay chân đồ á, thì các bạn sử dụng cái ống 60 cho mình nha. Ống 60 thì các bạn cắt tùy theo các bạn dài ngắn, nên các bạn cắt 3 tấc thôi nha. 3 tấc tượng về mình dễ đo á. Các bạn cưa ra một đứt luôn một bề để cho mình ha. Đó, đứt gì vậy đó, bạn thấy không? Rồi. Đứt ra một bên như vậy cho mình nha. Để các bạn vô các bạn hơ lửa. Các bạn nhớ hơ là cái khéo tay ha, cho nó đừng có bị cháy á. Các bạn hơ một cái nó cho các bạn coi nó mềm hết trơn ha. Rồi các bạn để xuống, các bạn lấy một cái miếng gạch á, các bạn để lên, các bạn ép ra cho nó bạn ngay hết trơn nha. Các bạn đây ép vậy đó, các bạn đè xuống một chút xíu là nó sẽ bằng ra hết à. Đó vậy đó bạn. Mình hướng dẫn là cho các bạn làm được, mình hướng dẫn chi tiết lắm nên là nó hơi lâu luôn, bạn thông cảm nha. Mình hướng dẫn cho người ta phải làm được, không có ai hướng dẫn chi tiết cho mình đâu. Tại vì á, mình nói các bạn nghe, làm một cái tiểu cảnh thí dụ đi một tiếng đồng hồ, mà mình hướng dẫn nó có thể ra một tiếng rưỡi, hai tiếng đồng hồ, nên không ít có ai hướng dẫn chi tiết lắm. Cái đó các bạn thấy không, nó là cái kiếm đó không, bạn cắt ép ra, các bạn cắt lên đây mình làm cái đó gì đó.
Cái đó thì tùy các bạn muốn làm cái cổ cao, cổ ngắn tùy nha. Rồi các bạn khoan hai cái lỗ thì gắn vô. Các bạn nhớ lưu ý là cái móc, cái đó là cái móc phơ đồ nha, cái cây mà sọt ngang á là cái móc phơ đồ em bé nha. Rồi các bạn nhớ không? Các bạn nhớ chừa ra một bên á, một miếng cho mình nha. Chừa ra một bên một luống, một miếng như vậy mình á. Các bạn lấy một cái búa các bạn tán ha, tán gì đó đúng không, là nó tà hai cái đầu là bảo đảm đâu có xúc ra được đâu. Các bạn nhớ là ở mé dưới là các bạn kê một miếng sắt cho mình nha, chứ không nó sẽ các bạn bóp làm gì đó, bạn bóp cho xéo vậy đó nha, bạn bóp luôn. Các bạn dùng cái mũi phan 2.5 ly á, các bạn phan cái cây móc phơ đồ em bé thì nó vừa mũi phan 2.5 ly nha, còn dây chì số 3 thì nó vừa mũi phan 2 ly. Để các bạn khoan ngang cho mình, bạn bóp được, bạn khoan ngang giống đó cho mình. Rồi các bạn cùng dây cũng lấy một cái cây móc phơ đồ đó và chọt ngang, bạn cắt cũng một chỗ dư ngoài một miếng cho mình. Các bạn cũng để xuống, các bạn tán luôn cho nó dẹp hai cái đầu lại, tại cái đó là cái nhôm mà, nghe không? Rồi các bạn tán là nó dẹp lại, nó không bao giờ nó xúc ra. Các bạn xài suốt cuộc đời nó không xúc ra nữa, đó, bạn thấy không? Cái này thì mình không có thể nào dùng cây bấm được nha các bạn. Cái bấm mà bấm nhưng mà bấm vô là nó tét ra, tại này mình nhựa mà. Rồi các bạn cắt cho mình một cái miếng xéo vậy đó, các bạn nhét vô lỗ đó ha. Bạn cắt rồi các bạn mài cho nó vừa ha, đó. Nếu các bạn thấy vừa thì các bạn chấm keo vô. Đúng không? Rồi. Cái này là cái cây đằng sau nè ha, các bạn cắt 6 phân cho mình nha. Đó 6 phân ha. Thì cái cây bề, cái bề thì cũng bằng cái trước mà bạn cắt này, các bạn cắt 6 phân thôi. Bạn không phép hai cái lỗ này gắn ở sau đó, hai cái lỗ này ở sau nè đó, các bạn thấy không? Bạn cũng chừa trong cái lú ngoài một miếng, các bạn cũng tán hai cái đầu đó, đừng cho nó dính luôn á, tại vì hai cái đầu giống hai con ốc của mình á. Rồi các bạn cắt một cái miếng như vậy đó ha, đó các bạn thấy không, vừa nhét vô vừa cái lỗ đó đó, các bạn nhét cho đó đó. Cái cục đó thì các bạn làm dày dày cho mình nha. Rồi nếu cứng thì bạn chấm keo vô. Thì cái này các bạn thấy không, mình sử dụng cái đồ bích 27 để làm cái chỗ người ta ngồi nha. Thì các bạn canh một cái ngay chính giữa cái nút, cái nút thường thường chính giữa nó có một cái dấu, các bạn khoan ngay giữa cho mình. Tới làm cái cây này thì các bạn lấy cho mình một cái móc phơ đồ, là phơ đồ này là móc người lớn nha. Đó, các bạn chọt một cây giống vậy cho mình. Đó, khoan lỗ y như vậy đó, mình các bạn đóng vô vậy ha. Rồi các bạn khoan cái lỗ ở trước lại nè. Thì cái móc phơ đồ ba lớn thì các bạn lấy mũi phan ba lớn nha. Cái móc phơ đồ là mình lớn là sử dụng cái mũi phan 4.5 ly, 4 ly 2 đó các bạn. Các bạn khoan một lỗ, bạn nhớ phan xéo nha. Đó. Phan xéo là các bạn gắn vô là cái cây cầm nó sẽ xéo vô người ta, nếu các bạn quay ngang thì sẽ ngay lên nha. Cho xéo vô nó mới đẹp nha, đó các bạn thấy không? Có cây nó xéo vô á. Rồi đây là cái cây nhôm phơ đồ bé nè, đó các bạn khoan một lỗ, các bạn chọt ngang chỗ cái chỗ người ta ngồi đó các bạn không, các bạn canh phân nửa ha, như cái đó là các bạn khoan canh 50-50, các bạn khoan một lỗ chỗ anh kia, các bạn nhét cái cây nó vô nha. Rồi các bạn chấm keo cho dính luôn ở đằng trước nè, các bạn thấy không, các bạn chấm cho mình hai cái lỗ để chúng ta chọt một cái cây hai. Lấy cầm chì số 3, các bạn chọt từ trước lần sau á, nhìn cho nó đẹp giống chiếc xe đạp á. Rồi các bạn dùng cái mũi phan 2 ly á, mũi phan nãy phan căm á, các bạn lấy chì số 3 các bạn chọt hai cộng như vậy đó. Từ trước tới lần sau luôn. Mà sọt nới dưới ha, các bạn nhớ dưới cái chỗ cộng dây sên đó, phải không? Có hai lỗ đó. Rồi. Phải không? Thì giống xe đạp. Cái này nè các bạn biết không? Cái này là cái đầu bích. Ở bên cái này là cái đầu nối á, đầu nối của cái ống 34 á. Phải không? một cái đầu 34 thì các bạn chia làm 3 cho mình, đừng làm cái yên nha. Đó, các bạn cắt ra làm 3 làm cái yên nha. Thì cái này các bạn cưa cũng được, các bạn ấy kéo cắt cũng được đó, giờ các bạn thấy không? Làm 3 thì nó ra 3 lớn đó, các bạn xéo hai cái đầu vậy đó. Cho giống yên xe á, cho đẹp. Các bạn chấm mình một cái lỗ cho mình. Thì các bạn cái pha một cái lỗ thì các bạn cũng lấy mũi phan vừa vừa thôi, đừng bự quá.
các bạn cắt xéo này, cắt xéo kia, nhớ cắt cái miệng nhỏ nhỏ thôi, đó gì đó, rồi bạn nhét vô cho cái cây đó, bạn làm sao cho nhét vô cái cây đó mà nó cứng nha, đừng cho nó mè, nó lỏng quá nha, giống rồi đó. Rồi các bạn nếu mà còn canh ngay thì bạn lấy can sắt bạn chấm vô là dính luôn à, bạn chấm cái bánh rồi các bạn chấm vô cây cây luôn là dính luôn nha. À, thấy không? Giờ giống chiếc xe đạp rồi đó. Bây giờ các bạn chấm mình một cái cây được bạn làm cái tay cầm nè. À, thì cái cầm thì cũng lấy một cái cây nhôm á, cây nhôm móc phô đồ á, em bé nghe, cái này móc em bé. Được, bạn bẻ xéo lên cho mình, đó xéo vậy đó, xéo hai bên, xéo bên đi ra như vậy đó. Rồi. Thì các bạn muốn nó ba cái cổ cái tay cầm ba dây thì các bạn bẻ ba dây ha, thì giờ bạn bẻ ngang. Ừ. Các bạn nhớ bẻ cho nó canh canh sao bẻ cho nó ngay nha. Chứ mà nó không ngay là bên cao bên thấp. Khi mà các bạn làm cái tiểu cảnh là cái chiếc xe đạp là nó khó làm nhất luôn các bạn. Này là cái người ta nè các bạn, thấy không? Người ta thì các bạn cắt cho mình 8 phân, 9 phân cũng được nha. À, cái cần cổ thì các bạn nhớ cưa xéo cho mình nha. Thì hồi nãy mình sử dụng cái đầu bít 21 thì 27. Thì bây giờ cái ống này mình cũng sẽ sử dụng 27 nha. Đó là cái đầu người ta thì các bạn cưa xéo vậy cho mình nha. Rồi các bạn cưa cho mình một cái khúc 27 mà y như vậy nữa nha. Ngắn hơn người ta đó các bạn thấy không? Các bạn cắt ra. Các bạn cắt làm sao mà để nhét được lọt vào trong bóp lại lọt được vào trong cái mình á. Cái ống 27 á nha. Đó. Bạn vậy là sẽ lọt đó. Bạn nhét vô trong cái đó làm cái cần cổ đó, nếu mà không có bạn làm không cách đó thì người ta xấu quá. Đó, bạn thấy không? À, cái đầu. Thì cái đầu thì các bạn khoan hả? Hả chấm keo nghe, mình giờ bây giờ chấm keo cần cổ thôi. Cho dính vô luôn đi. À, cố định cho dính vô cái cần cổ đi. Chứ bạn khoan một cái cây ngang nữa này làm mình làm cái tay nữa bạn thấy không? Đó. Cái tay thì các bạn sử dụng cái ống cây nhôm á. Cây nhôm nha, nhỏ thôi. Đó, giờ cũng thành chiếc xe đạp đó các bạn thấy không? Bây giờ thì các bạn lấy cái miếng mà ép hồi nãy đó, giờ người ta làm cái tay nha. Thì cái đó giờ các bạn gắn vô, các bạn đo cái bạn coi đó cái tay tự tay tới cái cây cầm nó ba dây thì các bạn cắt nha. Đó. Rồi. Các bạn cưa xéo cho mình. Đó, xéo xéo vậy đó. À, các bạn dùng cái cây kéo các bạn cắt xéo xuống vậy đó. À, nếu các bạn nào có cái máy mài thì nó đẹp ha. Còn nếu không có máy mài thì các bạn cắt rồi các bạn lấy giấy nhám thì chà chà hồi nó cũng đẹp nha. Đó các bạn làm chất công công vậy giúp mình ha. Rồi các bạn khoan. Cái lỗ đằng trước chúng ta gắn vô cái tay cầm nha. Cái tay cầm lỗ ba lớn thì chúng ta phan cái cây phan lớn ha. Bạn khoan hai lỗ trước sau ha. Ở trên thì các bạn gắn vô cái mình ha, còn dưới các bạn gắn vô cái cổ ha. Mình có làm rất là nhiều ha. Nếu các bạn vào xem từng phần cái phần nào các bạn làm thì các bạn vào phần đó bạn xem ha. Bây giờ là người ta làm cái giò nè, bạn thấy không? Đó, cái giò. À, cái giò thì các bạn một cái giò thì nó cái đùi một đùi thì nó hai khúc. Hai cái đùi thì nó bốn khúc, bạn thấy không? Các bạn cắt một cái miếng cục gì đó. Bạn nhập làm hai miếng. Bạn chấm vô làm đùi cho mình, bạn thấy không? Làm hai miếng vậy đó. Tại vì nếu một hai miếng là nó mới, cái giò mới đạp được. Một miếng thì nó giò nó cứng ngắc cái hàng đó, bạn thấy hở xa vậy bạn, tại nhập hai miếng chứ nằm giữa đó, đúng không? Con này là cái giò nè. Cái giò các bạn lưu ý là các bạn phải cắt dài hơn cái đùi nha. Đúng không? Cái đùi là 7 phân rưỡi, cái đùi là 7 phân rưỡi, còn cái giò thì các bạn phải cắt 8 phân rưỡi cho mình nha. Đó. Các bạn nhập lại như vậy đó cho ngay ha. Rồi. Bạn khoan cho mình. À, khi các bạn khoan xong rồi phải không? Các bạn là ví dụ các bạn sử dụng cái mũi khoan 2 ly rưỡi.
Thì các bạn lưu ý cho mình là cái đùi, là cái giò ở trong các bạn phải phan mũi phan 3 ly nha, để cho nó lỏng á. Nếu mình phan các bạn lỗ kia là cứ ngắt làm sao. Rồi các bạn cắt chừa cho mình hai cái đầu như vậy ra, rồi các bạn cũng dùng một cái búa các bạn tà hai cái đầu lại luôn nha. Đóng lại đừng cho nó tà, nó không có thể nào đó các bạn thấy không? Các bạn phải cho nó lỏng như vậy nha. Thì chính giữa phải chiêm hai á, hai miếng nó mới lỏng, các bạn chiêm một miếng bằng cái giò thì nó sẽ bị cứng ngắc à. Đó, bạn tán nhẹ nhẹ nha, cái này các bạn canh sao mà tán là cho cái đầu tà được nha, các bạn quá mạnh cái đó nó bị ép vô luôn á. Để các bạn, cái này là các bạn xài không bao giờ biết chừng nào nó xuất ra, tại vì nó tà hai cái đầu hai đơn đó, hai bên đó. Đạp cái đầu đạp đâu xuất đâu. Đó, các bạn thấy không? Cái chân thì nó phải lỏng hơn nó mấy nha, đó. Bạn chấm cái này cho cái đùi nha. Cái đùi thì các bạn lưu ý cho mình là bạn khoan cái lỗ bự bự một chút nha. Rồi bạn cái chân nữa, các bạn thấy không? Cái chân thì mình khoan lỗ bự hơn, đừng vô cái cây trục, cái trục mình mới lớn, ba to thì các bạn khoan cái lỗ to ha. Đó, các bạn cắt hai cây khúc tre á, chúng ta là gắn vô hai giò để hai cái, đừng cho nó chạy ra chạy vô nha. Rồi mình có làm cái video bẻ, cách bẻ cái chân xe đạp đó, các bạn vào đó các bạn xem nha. Đó, các bạn khoan hai lỗ làm con mắt nha. Rồi gắn vô đó thì nói chung cũng sắp hoàn thành rồi đó. Thấy không, hoàn thành rồi đó. Rồi xong. Cái phần mà bẻ cái chân á, với cái cách mà gắn chỗ mà đựng cho cái cây mà mình gắn xe đạp lên á, thì mình có làm cái video trước ha, các bạn vào đó bạn xem cách bẻ cái chân nha. Thì nếu các bạn muốn sơn màu sắc thì tùy các bạn ha. Rồi bạn xem video thì nó có, nếu có ý kiến gì thì các bạn bình luận bên dưới mình nha. Rồi video hôm nay cũng xin kết thúc. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Tạm biệt.